Vọng Nguyệt Hoài Hương, Trông Trăng, Nhớ Quê Cũ là một chủ đề phổ biến trong thơ cổ, không chỉ ở Trung Quốc mà ở cả Việt Nam. Vầng trăng còn tượng trưng cho sự đoàn tụ, cho nên ở xa quê, vầng trăng càng sáng, càng tròn, lại càng nhớ quê. Bản thân hình ảnh vầng trăng cô đơn trên bầu trời cao thẳm trong đêm khuya thanh tĩnh đã gợi lên nỗi sầu xa xứ. Chủ đề Trông Trăng Nhớ Quê đã được thể hiện qua bài thơ Tĩnh Dạ Tứ của tác giả Lý Bạch. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu tiết số 42, văn bản Cảm Nghĩ Trong Đêm Thanh Tĩnh. Chúng ta đi cùng nhau đi vào phần 1 Lam Mã, đọc, tìm hiểu chú thích. Một nhỏ, tác giả. Lý Bạch sinh năm 701, mất năm 762, là một nhà thơ nổi tiếng thời Đường và được mệnh danh là Thi Tiên. Hai nhỏ, tác phẩm. Thứ nhất là về hoàn cảnh sáng tác. Bài thơ được sáng tác khi mà tác giả sống tha hương trong cảnh ly loạn, nhìn trăng nhớ quê. Suốt cuộc đời mấy mươi năm chống kiếm bỏ quê hương, từ biệt cha mẹ, viễn du và khi qua đời ở tỉnh Gia Huy, thì hình ảnh quê hương, nhất là những đêm trăng sáng, những ấn tượng và kỷ niệm đẹp đẽ của quê hương trong ông không thể nào quên, luôn đầy nỗi nhớ thương. Chính vì vậy mà khi nhìn trăng thì tác giả đã nhớ quê. Thứ hai là về thể thơ. Bài thơ được viết theo thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt cổ thể. Bài này tuy là ngũ ngôn nhưng không phải thơ đường, luật, kim thể mà là lời thơ cổ thể, không có luật lệ nhất định. Còn thơ đường luật thì liêm luật chặt chẽ, rõ ràng. Thứ ba là về nội dung. Qua hình ảnh ánh trăng trong đêm khuya thanh tĩnh thì tác giả đã bộc lộ nỗi nhớ quê hương, da diết. Về bố cục, bài thơ được chia làm hai phần, hai câu thơ đầu tả cảnh đêm thanh tĩnh, hai câu thơ sau là nói về tâm trạng của tác giả. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 2 La Mã, đọc, tìm hiểu văn bản. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh, Tĩnh Dạ Tứ của tác giả Lý Bạch. Bạn cùng nhau nghe cô đọc văn bản. Đây là phần nguyên văn chữ Hán. Tĩnh Dạ Tứ, phiên âm. Tràng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Dịch nghĩa: ánh trăng sáng đầu giường, ngỡ là sương mặt đất, ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng, cúi đầu nhớ quê cũ. Dịch thơ: đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Trước khi đi vào tìm hiểu văn bản thì các bạn hãy hoàn thiện cho cô phiếu học tập sau. Đọc văn bản Tĩnh Dạ Tứ và hoàn thiện phiếu sau. A. Hãy cho cô biết thời gian được miêu tả bằng những từ ngữ nào trong văn bản. B. Theo em, thời gian trong văn bản có thể gợi lên tâm trạng gì của một người xa quê? C. Theo em, cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì? Và D. Các em đã bao giờ xa quê? Xa nhà chưa? Hãy hình dung và kể lại tâm trạng của mình khi đó. Đối với phiếu học tập này, cô sẽ gợi ý các bạn như sau. Thứ nhất, về thời gian được miêu tả bằng những từ ngữ nào ở trong văn bản, chúng ta thấy qua các từ ngữ trăng sáng, sương, đây là ban đêm. Thời gian trong văn bản có thể gợi lên tâm trạng gì của một người xa quê? Đó là nỗi nhớ quê hương. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ, đó là nỗi buồn nhớ cố hương.
của Lý Bạch. Và câu hỏi D thì phần này cô yêu cầu các bạn tự trả lời. Cô sẽ giới thiệu cho các bạn một vài vần thơ với chủ đề Vọng Nguyệt Hoài Hương, Trông Trăng Nhớ Quê. Thứ nhất, Lộ Tòng Kim Dạ Bạch, Nguyệt Thị Cố Hương Minh. Sương tử đêm nay trắng xóa, trăng là ánh sáng của quê nhà, của tác giả Đỗ Phủ. 2. Cộng khan minh nguyệt ưng thủy lệ, nhất phiến hương tâm ngũ xứ đồng. Xem trăng sáng có lẽ cùng rơi lệ, một mảnh tình quê năm anh em ở năm nơi đều giống nhau, của tác giả Bạch Cư Dị. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần một nhỏ, hai câu thơ đầu. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương. Ánh trăng sáng đầu giường, ngỡ là xương mặt đất. Vậy thì ở đây chúng ta thấy nội dung miêu tả không gian, thời gian và cảm xúc của tác giả trong bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh như thế nào? Miêu tả bức tranh thiên nhiên thanh tĩnh, thời gian là vào ban đêm, ánh trăng sáng bàng bạc, cho thấy mối suy tư, niềm cảm xúc của tác giả trong đêm trăng sáng. Và ở đây có ý kiến cho rằng hai câu thơ đầu tả cảnh, hai câu thơ sau tả tình. Nhưng ta thấy hai câu đầu không phải tả cảnh thuần túy. Ở đây chủ thể vẫn là con người. Chữ sàng gợi cho ta biết nhà thơ ngắm trăng bằng cách đang nằm trên giường. Nếu như mà chúng ta thay chữ sàng nghĩa là giường bằng chữ án, trác nghĩa là bàn, hoặc là bằng chữ đình là sân, thì ý nghĩa của câu thơ sẽ khác ngay, vì người đọc có thể nghĩ tác giả đang ngồi đọc sách hoặc ánh trăng sáng trước sân. Và dùng chữ sàng nằm trên giường mà không ngủ được mới nhìn thấy ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Và rõ ràng ở đây thì Lý Bạch trong một đêm trăng sáng ở chốn tha hương đã trằn trọc không ngủ được. Tiếp theo, chúng ta sẽ so sánh từ quang và từ rọi ở trong bản dịch thơ. Ta thấy quang ở trạng thái tự nhiên của trăng gọi là lan tỏa, bao trùm. Còn rọi là luồng ánh sáng có chủ đích nhưng như trăng tìm đến nhà thơ. Trong tình trạng mơ màng ấy thì chữ nghi nghĩa là ngỡ là, và chữ xương đã xuất hiện một cách tự nhiên và hợp lý. Từ nghi có nghĩa là ánh trăng sáng quá. Màu trắng của ánh trăng khiến tác giả ngỡ là xương đã bao phủ khắp nơi trên mặt đất. Ở đây, tác giả đã so sánh liên tưởng sử dụng những động từ mạnh để miêu tả cảnh đêm thanh tĩnh với ánh trăng vằng vặc, chan hòa, lung linh, huyền ảo. Vì vậy, chúng ta thấy những từ này không thể thay thế bằng những từ khác. Và hình ảnh tuyệt đẹp cho thấy một tâm hồn đa cảm trong nỗi buồn cô đơn của khách ly hương. Ở hai đầu, ánh trăng nặng trĩu nỗi niềm suy tư. Và bằng ngôn ngữ cô đọng, xúc tích, hai câu thơ đầu đã miêu tả được vẻ đẹp của trăng trong đêm thanh tĩnh và tâm trạng thao thức của thi nhân. Vậy thì còn hai câu thơ sau thì sao? Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 2 nhỏ, hai câu thơ cuối. Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng, cúi đầu nhớ quê cũ. Trong hai câu thơ cuối chúng ta thấy có cụm từ nào tả tình trực tiếp hay không? À, đó là cụm từ tư cố hương, nhớ quê hương cũ. Cụm từ này còn có ý nghĩa vừa tả cảnh vừa tả người. Ở đây, tình người, tình yêu quê hương đã được khách quan hóa biến thành hành động, vọng, cử, đê. Biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng ở hai câu thơ cuối đó là phép đối, từ gợi tả, cử đầu, đê đầu, tư cố hương, vọng minh nguyệt. Ở đây, về số lượng chữ của hai câu thơ, đối là bằng nhau. Về cấu trúc ngữ pháp là giống nhau, từ loại như nhau, thanh khác nhau, giúp tăng nhạc tính, tạo nên vẻ đẹp cân đối, hài hòa. Và các cặp sóng đôi đó là cảnh, tình, trăng, quê. Tác giả đã phóng tầm mắt
lên cao, ra xa để hòa nhập vào cảnh đêm trăng, sau đó thu mình vào suy nghĩ, thoát khỏi thực tại, nhớ về quê cũ. Hai câu cuối đối liền nhau, khiến lời thơ trôi chảy, nhẹ nhàng, ý thơ, mênh mang, hàm xúc. Và bài thơ đã khép lại mà dư âm vang vọng mãi, ấn tượng đọng mãi trong lòng người đọc vẫn là hình ảnh một con người cúi đầu nhớ về quê cũ, cho thấy được tình yêu quê hương sâu nặng và nỗi nhớ nhà da diết trong lòng khách ly hương. Ba La Mã ghi nhớ, sách giáo khoa, trang 124. Phần này thì các bạn theo dõi ở trong sách giáo khoa và nắm được cho cô được hai ý. Thứ nhất đó là về nội dung, thứ hai đó là về nghệ thuật. Nội dung của bài nói về hình ảnh thiên nhiên đẹp trong đêm thanh tĩnh cùng với tình yêu thiên nhiên, nỗi nhớ quê hương da diết của một vị khách xa xứ. Về nghệ thuật, từ ngữ giản dị, tự nhiên, tinh luyện, xây dựng được hình ảnh gần gũi, ý thơ ngắn gọn, hàm xúc cô đọng và chứa đầy nỗi niềm. Hướng dẫn về nhà. Thứ nhất, yêu cầu các bạn là học thuộc bài thơ và phần ghi nhớ ở trong sách giáo khoa. Thứ hai là các bạn vẽ sơ đồ tư duy về nội dung của bài học. Thứ ba là làm bài tập. Qua tính dạ tứ, các bạn hiểu gì về tâm hồn và tài năng của nhà thơ Lý Bạch. Và cuối cùng là các bạn soạn trước cho cô bài Hồi Hương Ngẫu Thư để cho buổi học ngày hôm sau. Đây là phần nội dung ghi bài cô yêu cầu các bạn ghi vào trong vở bài học. Cuối cùng, cô chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi buổi học ngày hôm nay.